Để làm món gỏi bưởi chay thì mình cần là một trái bưởi hồng da xanh, 50g sườn non, 50g đậu phộng, ớt, rau găm và hai trái tắc ha, trái hạnh á. Thì đầu tiên mình sẽ ngâm sườn non ha. Trong thời gian chờ sườn non ngâm nở thì mình sẽ làm nước chang. Nước chang này mình sẽ làm bằng cách là lấy một muỗng đường và hai muỗng nước. Mình bỏ vô nồi mình khuấy cho tới khi mà nó ngả ra cái màu vàng cánh gián á, thì mình đổ thêm nửa chén nước vào. Sau đó mình cho thêm một muỗng cà phê muối và 1/3 muỗng cà phê bột ngọt ha. Sau đó mình khuấy cho nó tan hết cái lớp mà cứng ở dưới đáy nồi á. Sau khi nó tan hết thì mình sẽ gót ra chén ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm đường và các gia vị khác tùy theo sở thích của mọi người ha. Thì ở đây mình sẽ cho là tỏi băm, ớt băm và nước ép tắc. Còn như ai không thích ăn tắc thì mình dùng trái chanh cũng được. Lúc này thì sườn non mình ngâm cũng nở rồi, cho nên mình sẽ ướp muối và chiên giòn ha. Tiếp theo thì mình sẽ tách các tép bưởi ra, sau đó mình cho sườn non đã chiên vào, đổ thêm nước chan vào và trộn đều, trộn nhẹ nhàng thôi ha. Muốn ngon hơn thì mình có thể cho thêm rau găm, rồi đậu phộng rang, hoặc là như bạn thích ăn rau xà lách hoặc là củ cải đỏ thì mình có thể cho thêm ha. Đặc biệt ở đây là nếu bạn có nấm bào ngư thì bạn rửa sạch, bạn bỏ vô chảo, bạn chiên giòn lên, chiên cho nó chín vàng ha. Bỏ vô chung thì trộn lên nó sẽ rất là ngon luôn. Món này như vậy là xong rồi đó. Bạn có thể ăn như một món salad hoặc là ăn với cơm, và ngon nhất đó là cuốn bánh chán ha. Nếu bạn cuốn bánh chán thì nhớ là mua thêm một ít nấm bào ngư để chiên giòn ha. Cuốn một cái là ăn ngon bá cháy luôn.